Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi bông giấy Mỹ. Cây đâm chồi khỏe mạnh hết rồi nha cô chú anh chị. Cây nó cũng ra rễ rất là nhiều ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Rồi, mã số đầu tiên là mã số 13. Cây mã số 13 ha. Cây cũ quá đẹp luôn ha. Hoành. Cái cũ vô này là 50 hoành. Chiều cao là 42. Đường kính bầu là 22. Đây, nguyên cái bệ cũ ha. Rồi, mã số 13. Cây này giao lưu là 650.000 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Bông giấy Mỹ green 13 650. Mười 14 24 hoành. Chiều dài là 52. Đường kính bầu là 18. Quên đế nơm ha. Đế nơm là 39 ha. Đo theo cái vòng cung này nè là 39. Rồi, mã số là 14. Cây này giao lưu 350.000. Mười 15. 15 24 hoành. Chiều cao là 52. Đường kính bầu là 21. Rồi, mã số 15 350.000. Bảy. Chiều cao là 56. Đường kính bầu là 21. Rồi, mã số 16 400.000. Mười 17. 25 hoành. Chiều cao là 51. Đường kính bầu là 18. Đế nôm cao là 35. Rồi, mã số là 17 300.000. Cây này quá đẹp ha. Giá rẻ luôn, 300.000. Tám. Cây này quá cứ cây cũ luôn cô chú anh chị ạ. Cây cũ quá đẹp luôn ha. Đừng cho. Hai 27 hoành. Chiều cao là 44. Đường kính bầu là 24. Rồi, mã số 18. Cây này giao lưu là 500.000. 9 hoành, chiều cao là 51, đường kính bầu là 24, chiều dài của cái đế này là 38 ha. Cụ đế là đặt nha cô chú anh chị, đế đặt đế giữ ha. Rồi mã số 19, 550.000. Mã số 20. Đó, một cây lùng lật lắc ha cô chú anh chị, lắc ngồi như con thú ha, đây ngồi gan như con thú ngồi vậy. 29 hoành, chiều cao là 54, đường kính bầu là 21. Rồi mã số là 20, 500.000. Mã số 20, 500.000. Cây một cốt ha, một cốt lắc lượt. Đây, một cốt. Cốt cành đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây. Cốt cành quá đẹp luôn ha. Hoành ngay đây là 24 ha. Hoành ngay cái vị trí này là 31. Chiều cao là 65. Đường kính bầu là 20. Rồi mã số 21, 600.000. Đế đẹp luôn nha, 600.000. Hai 26 hoành, chiều cao là 50, đường kính bầu là 25, đế nôm cao là 37. Rồi mã số 22, 450.000 ha cô chú anh chị. Cây cũ cũng khá đặc nè cô chú anh chị ơi. Cây cũ cũng dữ ha. 24 hoành, chiều dài là 50, đế nôm là 35, đường kính bầu là 20. Rồi mã số là 23. Cây này 350.000 ha. Đó, 23, 350 thôi. Cây 24 cũng là cây cuối cùng của clip luôn ha cô chú anh chị. Cây này nhìn cũng độc độc quái quái ha. 20 hoành, chiều cao là 46, đường kính bầu là 20, đế nôm là 34. Rồi mã số là 24, cây này giao lưu là 300.000, em bao ship toàn quốc ha. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.